Xin chào mọi người. Bữa nay thời tiết ở Hà Lan không có được đẹp, trời âm u mà mưa râm râm nữa. Và cái bụi bông hồng của mình ở đây nè, quá trời bông, nó nặng, nó mưa nó vô quá cái nó bị quằn xuống á, và nó che những cái cây kế bên nó nhiều quá, cho nên mình đi ra mình cắt một mớ vô để mình trưng cho nó nhẹ bớt cái cây, với lại để trong nhà có bông hoa cũng đẹp nữa. Bây giờ mình sẽ ra mình tỉa bớt cho nó bớt, gọi là xùm xề cái cây bông và không bị che những cây khác á. Ê, mọi người nhìn thấy không? Nó nặng bông quá đó, mình mưa nữa. Cái nước nó thấm vô cái bông á, cái nó nặng quá, nó quằn xuống chấm dưới đất luôn nè, nó che những cái cây kế bên luôn. Cái cây này không có chỗ mọc luôn nè, bây giờ mình phải cắt bớt. Cái này là cái mặt phía trước nè, đó, nó quằn xuống dưới. Cái bông hồng này á, nó nhỏ, bông hồng giống như bông hồng tiểu muội vậy đó, nhưng mà nó thơm lắm, thơm cái mùi hả, thơm mùi hả nồng lắm, mùi hả thơm ơi là thơm luôn của bông hồng á. Nè mọi người thấy không, cái màu hồng này cũng đậm hơn đó. Một bụi này mình đã cắt rất là nhiều rồi mà nó cũng ra quá trời. Giờ mình sẽ cắt một số nhánh để mình đem vô, bỏ vô cái thúng nè, để mình vô mình chưng. Để cái thúng mình có một tay cắt một tay quay đây. Mọi người nhiều lắm, nhánh này chỉa lên. À, mọi người thấy không, nó che cái bụi cẩm tú cầu luôn nè, cẩm tú cầu không có chỗ mọc lên nữa. Bây giờ mình phải cắt cắt trống để cho cái bông khác kế bên nó mọc đi, nó chiếm lấn chiếm chỗ của người ta hết trơn. Đây là mình mới vừa cắt xong nè, được một thúng vô đây nè mọi người. Nói chung là cắt cũng sơ sơ thôi chứ không dám cắt hết. À, bây giờ mình sẽ đem vô nhà mình cắm vô bình. Quá chừng không? Bây giờ mình đã đem bông vô nhà rồi, bây giờ mình sẽ cắm vô cái bình này để mình trưng ở trong nhà ha. Thấy từng nhánh chưa? Cái bình này chắc cũng hơi nhỏ quá, không cắm không hết quá, nhiều quá mà cứ nhét vô hết đậy bình là được rồi. Mình không có nghệ thuật cắm bông gì hết trơn cắm bông vô bình thôi, chứ việc bỏ vô bình là được rồi. Bông hồng này thì gai cũng nhiều lắm, gai nhỏ 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 mà đâm đau lắm. Cái nhánh này dài quá mình phải cắt ngắn. Để này trong nhà hồi chắc nó thơm nó ngọt thở luôn.
mùi quá trời, nồng hết sức. Bên đây công nhận hả, không hiểu cái thời tiết khí hậu bên này á, bông á hả trồng á nó ra nhiều mà nó tốt gì đâu á, nó sai bông mà nó đẹp nữa, đúng là không có hổ danh là đất nước hoa ha, nước của hoa, bởi vì cái gì hoa đẹp dễ sợ. Ngoài tulip ra thì những cái bông khác cũng đẹp, chứ không phải có một mình tulip là đẹp đâu nha mọi người. Mình ở đây trong những mình thấy rất là nhiều cái loại bông nó lạ mà nó đẹp lắm. Số mình tính ra cũng hơn, gọi là người yêu bông mà hồi xưa mình khoái bông, mê bông lắm. Công nhận là rốt cuộc mình bây giờ mình trời xui khiến mình sống được ở cái đất nước mà toàn là bông đẹp không. Đó cũng là một cái điều hạnh phúc may mắn của mình á. Hồi xưa lúc mà mình học cấp 2 thôi đó, cái thời đó mọi người biết không, viết lưu bút á, gọi là lưu bút tự bạch này kia đó, giống như sở thích của mình là gì, mình thích bông gì, màu gì, thích diễn viên gì, cái hình hay ghi vô á, mỗi người ghi ra đó. Mình á hả, thời đó là mình đã ghi là bông, mình thích bông tulip nha. Và ước mơ của mình là được đi hả, đi gọi là đi qua Hà Lan coi bông tulip đó. Mà không ngờ đó là ông trời cũng thương, và cuối cùng đã hả, ước mơ của mình đã được thực hiện. Không chỉ là đi xem bông tulip mà mình còn sống ở cái nước, đất nước mà trồng bông tulip luôn nữa. Nhiều khi mình thấy cuộc đời này cũng kỳ diệu thiệt. Trời ơi, nó đầy hết rồi. Giờ nhét, chỗ nào nhét được nữa thì nhét đây. Bình bông này bán nhiêu được ta? Trời ơi, cái này mà ngay dịp lễ phụ nữ hay là 20 tháng 10 đồ ha, là bán có giá lắm đó nha. Ở Hà Lan người ta cũng thích hoa lắm, thấy người bình thường họ đi chợ hay này kia đó, họ cũng hay mua một cái bó hoa tươi rồi họ chở về bằng xe đạp á, để xe đạp á nhìn dễ thương lắm. Họ yêu thiên nhiên, họ trồng hoa đồ nhiều và họ bảo vệ môi trường rất là tốt. Trời ơi, đẩy sáng chút ngã nguyên bình bông luôn, thấy không? Cái này là không phải cắm bông mà là nhét bông á mọi người. Coi như là còn cái chỗ nào trống là mình cứ nhét vô thôi. Đúng rồi, hoa hồng đẹp mà hoa hồng có gai á ha. Gai quá trời gai luôn. Mình ở Việt Nam mình thì mình khoái bông sen á, mình thấy bông sen nó đẹp mà nó gọi là nó thanh tao, nó bình dị á, thích bông sen. Mà bên này bông sen khó trồng lắm, bông sen trồng chỉ được có mùa gọi là mùa hè đó, chứ còn mùa đông thì nó không có được. Còn những cái loại bông hồng này kia là sống được mùa đông á, cho nên hả trồng dễ lắm, không có chăm sóc gì nhiều hết, cứ nó chỗ bông xong phải không, cái nó tàn rồi đó, mình cứ cắt những cái bông nó đi là bắt đầu đấy hả, nó đợt sau nó ra
da với lại da nhiều ơi là nhiều nụ chỗ mấy cái nụ đó đó da cái mới đó mọi người thấy không đầy hết rồi. Bây giờ còn mấy cái này nhỏ nhỏ lên mình bỏ đi nè, còn mấy cái này bỏ đó coi như là một thúng bông đem vô nhét cho đầy một cái bình bông. Trời ơi nó rụng mưa đó, mọi người thấy không, mưa cái cánh ướt nước không rụng đầy hết. Ê để rải bye bye đó, coi như cái bình bông hồng mình cắt ngoài vườn vô mình chưng vậy là xong rồi đó. Trời ơi mọi người coi cho mấy điểm nói chung là không có nghệ thuật gì hết nhưng mà kệ có hoa trong nhà cho nó đẹp. Rồi cảm ơn mọi người nha, là chia sẻ với mọi người chút xíu là mình ra cắt bông vô cắm thôi chứ không có gì gọi là nói sao ta, đơn giản vậy thôi không có gì hết. Chúc mọi người ngắm hoa vui vẻ nha, tạm biệt mọi người.